ethylene oxide là một hợp chất hữu cơ có công thức C2H4O. Nó là một ether tuần hoàn và epoxide đơn giản nhất, một vòng 3 thành viên, bao gồm một nguyên tử oxy và hai nguyên tử carbon. Ethylene oxide là một loại khí không màu và dễ cháy, có mùi ngọt nhẹ. Vì là vòng căng nên ethylene oxide dễ dàng tham gia vào một số phản ứng cộng dẫn đến mở vòng. Ethylene oxide là đồng phân với acetaldehyde và với rượu vinyl. Ethylene oxide được sản xuất công nghiệp bằng cách oxy hóa ethylene với sự có mặt của chất xúc tác bạc. Khả năng phản ứng gây ra nhiều mối nguy hiểm của ethylene oxide cũng khiến nó trở nên hữu ích. Mặc dù quá nguy hiểm để sử dụng trực tiếp trong gia đình và thường không quen thuộc với người tiêu dùng, nhưng ethylene oxide được sử dụng để sản xuất nhiều sản phẩm tiêu dùng cũng như các hóa chất và chất trung gian không dành cho người tiêu dùng. Những sản phẩm này bao gồm chất tẩy rửa, chất làm đặc dung môi, nhựa và các hóa chất hữu cơ khác nhau như ethylene glycol, ethanolamine, glycol đơn giản và phức tạp ethe polyglycol và các hợp chất khác. Mặc dù nó là nguyên liệu thô quan trọng với các ứng dụng đa dạng, bao gồm sản xuất các sản phẩm như polysorbate 20 và polyethylene glycol pack thường hiệu quả hơn và ít độc hại hơn. So với các vật liệu thay thế, bản thân ethylene oxide là một chất rất nguy hiểm. Ở nhiệt độ phòng, nó là một loại khí rất dễ cháy, gây ung thư, gây đột biến, gây khó chịu và gây mê. Ethylene oxide là chất khử trùng, bề mặt được sử dụng rộng rãi trong các bệnh viện và ngành công nghiệp thiết bị y tế để thay thế hơi nước trong việc khử trùng các dụng cụ và thiết bị nhạy cảm với nhiệt, chẳng hạn như ống tiêm nhựa dùng một lần. Nó rất dễ cháy và cực kỳ dễ nổ nên nó được sử dụng như một thành phần chính của vũ khí nhiệt áp, do đó nó thường được xử lý và vận chuyển dưới dạng chất lỏng được làm lạnh để kiểm soát tính chất nguy hiểm của nó.